Hello, chào anh em, xong anh em đến với channel YouTube của mình Hải nhá. Sau này mình sẽ tiếp tục trở lại với quay thủ tiếp anh em nhá. Anh em ạ, ở đây mình sẽ tham khảo và những cửa về gần nhất đây anh em này. Về sau mình gần nhất đây là đổi sang cửa chim rồi. Và trước cửa chim là đá về sau mình hai cửa thủ anh em ạ. Đặc biệt hôm nay mình thấy ở đây thì chủ yếu về cửa thủ và cửa chim cũng khá cân nhau rồi. Cho nên là mình sẽ tham khảo với cửa đổi luôn anh em ạ. Về sau mình với 600k đầu tiên anh em nhá, sẽ đi với cửa x2, gồm hẳn toàn bộ về cửa chim anh em ạ. Đúng rồi anh em ạ, vừa vặn rồi anh em nhá. Ai đã về sau mình cửa chim với 600k đầu tiên. Anh em thấy ok chưa? Đây rồi anh em này, như vậy đã thành công về cho mình cửa thủ đầu tiên rồi. Thì xin lỗi anh em, cửa chim nhá. Thì bây giờ mình sẽ quyết định tham khảo với cửa thứ hai cũng sẽ về luôn cửa chim anh em ạ. Ok chưa anh em? Ui giời ơi, đúng rồi, tuyệt vời anh em ạ, hai cửa chim tiếp theo anh em nhá. Thành công về hai cửa chim nữa rồi, quá ok rồi anh em ạ. Đây đá về cho mình về hai cửa chim. Thì mình đã thành công lên được 1m7, gần 1m8 rồi. Quá ok chưa? Và đương nhiên anh em ạ, đã thành công về cho mình hai cửa rồi. Thì bây giờ mình sẽ tham khảo xem cửa này anh em này sẽ về cửa đổi hay không đá. Rồi cửa sau mình sẽ tiếp tục anh em nhá. Vẫn về chim rồi anh em ạ. Và liên tục về lại cho mình én rồi anh em ơi. Đó, về bốn cửa đầu tiên là về chủ yếu cửa chim anh em ạ. Đặc biệt ở đây đá về ba cửa anh em nhá, én rồi. Và một cửa chim một câu. Đó thì đá thành công về cho mình bốn cửa anh em ạ. Thì mình sẽ quyết định không đi ra với nhiều cửa anh em nhá. Sẽ tiếp tục đi với một cửa cập thiệp x2 anh em ạ, với 790k. Ok chưa? Nếu như mà thành công cửa này thì chắc chắn là sẽ lên được đây rồi, dừng lại thôi. Đúng rồi anh em ạ, chắc chắn sẽ lên được cho mình bao nhiêu đây. Ok rồi anh em ạ, mét rưỡi tiếp anh em nhá. Đó, và lên cho mình thành 2m rưỡi. Ok cho anh em. Rồi anh em này, đấy như vậy đã thành công về cho mình 2m rưỡi rồi. Thì tiếp tục cửa tiếp theo đây anh em ạ. Mình sẽ vào với cửa chim tiếp nha. Sau khi mà đã thành công về 5 cửa chim liên tục cho mình rồi. Lần này mình sẽ vẫn vào x2 anh em ạ. Chưa có sự thay đổi anh em nha, vẫn x2 anh em ạ. Nếu như mà về tiếp cho mình cửa chim mà cửa này. Đúng rồi, tiếp tục rồi. Đúng rồi, về công nhá. Quá hay luôn anh em ạ. Lại về công rồi. Mình đã nói với anh em rồi đúng không ạ? Nếu khi nào anh em gặp với trường hợp này thì tốt nhất anh em không nên đi nhiều cửa nha. Cứ về cửa x2 cho mình. Vừa đơn giản mà lại vừa dễ về anh em ạ. Ok không ạ? Mình đã thành công được về 6 cửa liên tục trên cửa chim anh em thấy có ok chưa? 6 cửa rồi đấy anh em ạ. Đặc biệt là về đây một cửa công và một cửa chim một câu, và về bốn cửa chim én anh em ạ. Như vậy 6 cửa về chim rồi. Thì bây giờ đã đổi lại cho mình cửa sư tử anh em nha, x12. Ok anh em ạ, thì thành công hiện tại của mình đã có trên có gần 3 mét rồi. Đó, cho nên là mình sẽ tiếp tục anh em ạ, với x2 500 600 nữa anh em này. 600 với cửa x2 nhá. Tất nhiên anh em ạ, mình sẽ đi đổi sang cửa chim tiếp rồi. Đó, cho nên là mình sẽ không anh em nhá, mình sẽ không đổi sang cửa thủ đâu anh em ơi. Đúng rồi anh em ơi, như vậy là quay lại cho mình chim bồ câu rồi. Đó, nếu như mà quay lại chim bồ câu cửa này anh em ơi. Khả năng cao cửa tiếp theo đây anh em ạ. Sẽ đổi lại sang cửa én nha. Đó, rất lâu rồi mình mới thành công được rất nhiều bên cửa chim như vậy anh em ơi. Rồi. Rất hiếm gặp chứ không phải là khi nào cũng gặp nhiều như vậy đâu anh em ạ. Lâu lâu mình mới gặp được một lần như vậy thôi. Đây anh em ơi, thì tiếp tục mình sẽ lọt với cá trắng 70k. Đó, cửa chim anh em ơi. Ui giời ơi, lần này đã đổi sang cho mình cửa thú rồi anh em ạ. Đấy, dấu hiệu ở đây chủ quay lại với cửa 11 anh em nhá. Với xen kẽ nhau đổi rồi. Như vậy là bây giờ là hai cửa gần nhất đổi về cho mình một cửa x8 chim và một cửa x8 thú nhá. Thì mình đã tham khảo với những cửa gần thì chắc chắn là mình sẽ
quyết định anh em ạ, trở lại với cửa đổi tiếp này. Thì ở đây mình sẽ quay lại với một mẹt cửa hai về cửa chim nhá. Đó, anh em thấy không? Hôm nay mình đi ra với 4 đến 5 cửa rất ít luôn. Ok cho anh em. Đây, tiếp tục về cho mình chim một câu. Đó, ngon lành chưa? Đó, đây anh em này. Lên 3 về chỉ ngon lành thật sự rồi. Đó, với hôm nay mức vốn mình mang vào đơn giản là chỉ có một mẹt thôi anh em ạ. Đấy, thì hiện tại anh em nhá, mình có lên được gần 4 mét rồi thì mình sẽ tham khảo đúng một cửa ở này đây anh em này, cửa sau mình sẽ gấp càng đúng ạ. Anh tiếp tục về hai nhá. 170 tiếp theo cho mình về cửa chim này. Đúng rồi anh em ạ, như vậy là tiếp tục về cho mình cửa chim rồi. Đó thì chuẩn nhất ở đây anh em ạ, mình đã tham khảo vừa liên tục thành công trên cửa chim thì bây giờ mình sẽ xem và tham khảo chắc chắn là sẽ gặp tiếp rồi anh em ạ. Bởi vì hiện tại thì mình chủ yếu thành công với cửa 11 thôi. Cho nên là mình sẽ quyết định gặp tiếp cửa này luôn anh em ạ, với 4 mét nha. Rồi anh em này. Tiếp tục về x2. X2 anh em ạ. Ok chưa anh em? Về chim cho mình thì chắc chắn cửa này mình sẽ càng đẹp luôn rồi. Ui trời ơi, tuyệt vời luôn anh em ạ. Hãy cuối cùng là thành công về cho mình x2 rồi với 4 mét anh em nha. Tiếp tục cửa chim anh em ạ. Đó, như vậy hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây thôi anh em ơi. Đấy, với nhanh chóng trong vòng gần 7 phút thôi. Đấy, cuối cùng thì mình đã thành công được từ 1 mét lên 8 mét anh em nhá. Như vậy là quá ok chưa anh em? Chào anh em nhá.